thư sư loài bàn sanh có tạo phước và tạo ác nghiệp không được sanh về cõi trời thì có cơ hội để tu tập không. Tất cả các cái chúng sanh trừ chúng sanh ở địa ngục thì thuần túy là hưởng hưởng nghiệp còn những, những chúng sanh khác ấy, thì nó đều có thể tạo nghiệp hết, ha, thì nói gì đến cái loài bằng sanh tức là cái loài súc sanh cái loài thú, loài thú thì nó vẫn tạo nghiệp thôi, ừ? nó vẫn có thể tạo phước và tạo những ác nghiệp như thường, bằng chứng là à, tại sao mà chư tăng ấy, thường để cho chư tăng dùng xong thì cư sĩ mới nên dùng nếu mà quý vị có dân cúng cái gì cho Chư Tăng Hoặc là không có được phép nhón ăn bất kỳ cái gì trước Chư Tăng Bởi vì một lý do như thế này ở Trong cái kiếp quá khứ Khi mà một cái đoàn người Đi dân đồ ăn, dân thực phẩm lên trên Đức Phật và Chư Tăng ấy, Thì họ đội thức ăn lên trên đầu và họ đi để tỏ lòng tôn kính ấy. thì có một con quạ nó xà nó thấy đồ ăn mà nó xà xuống nó ăn thì như vậy là nó đã ăn trước đức phật và chư tăng đương nhiên con quạ thì nó không có ý thức được không có ý thức được cái chuyện nó làm nó chỉ đơn giản nó thấy tức là ở đây nó không có đủ cái trí thông minh để nó biết là nó tạo ác nghiệp nha chứ không phải là nó nó không muốn ăn là chuyện khác còn cái này nó rõ ràng nó thấy và nó muốn ăn và nó đã xà xuống nó ăn thì con quạ đó sau đó sau khi thân hoại mệnh chung thì nó đi địa ngục cho nên là chư tăng khi mà làm cái gì cho chư tăng thì không không có nên là uh, thó ăn trước thì đó không có không có nên đấy cho nên là quý vị thấy đó con quạ nó vẫn tạo ác nghiệp như thường rồi có lần cái cô cư sĩ mà tại sao cổ thấy làm lấy làm lạ là ông sư hạnh tuệ ông cứ dạy tâm từ mà ông lại khi mà con chó nó vào trong thiền đường ông lại đuổi bởi vì sư thấy rõ ràng là con chó nó vào trong thiền đường nó nó tiểu ở trong thiền đường và nó phóng uế trong thiền đường thì phước nó không biết sự, sự không biết nó phước nó tạo bao nhiêu nhưng mà khi nó làm mấy chuyện đó trong thiền đường ấy, là nó đang tạo ác nghiệp rất là lớn và rất là nghiêm trọng trong cái chuyện thường à, thành ra là những cái con thú nó vẫn tạo ác nghiệp như thường ha rồi như trường hợp là con khỉ à, mà khi Đức Thế Tôn ngủ ở à, trong rừng ấy à, nó dâng cái mật ong lên cho Đức Thế Tôn và sau đó là nó mệnh chung được sanh thiên nó cũng là tạo phước đấy, ừ. rồi à, con voi, à, à, con voi mà phục vụ lúc thế tôn khi ngã trong rừng ấy, thì sau khi thân hoại mặn chung thì nó vẫn sanh thiên, tức là loài thú nó vẫn tạo phước và vẫn tạo ác nghiệp như thường nha.